Thưa quý vị khán giả, Bản Bung, xã Dương Quang, thành phố Bắc Cạn, cách trung tâm thành phố Bắc Cạn không xa. Tuy nhiên hiện nay, đoạn đường đi vào thôn đã bị hư hỏng, xuống cấp, thường xuyên lầy lội, nhất là vào mùa mưa. Điều này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại của người dân trong thôn, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến việc trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế của bà con nơi đây. Hiện nay đang là mùa thu hoạch chuối. Những ngày này, người dân Bản Bùng thường xuyên mang chuối ra chợ bán. Dù chặng đường từ thôn ra đến trung tâm xã Dương Quang khoảng 3 cây số, nhưng những người dân trong thôn phải rất vất vả mới vượt qua được đoạn đường đầy bùn đất và trơn trượt này. Chung là con đường này không biết là đến bao giờ mới được đi lại, nó mới đàng hoàng một tí. Tầm khoảng mấy năm nay rồi, lúc nào cũng như thế này, cứ mỗi một trận mưa là nó lầy lội như thế này đó. Con đường này thì đi vất vả, quá vất vả rồi. Con đường này ấy. Nói chung là người lớn thì đi còn thấy là vất vả, nhưng mà con cố gắng là vừa đi vừa bới còn đi được. Đang lo thế này là xem mấy hôm nữa là con cháu đi học, là cái đấy mới vất vả hơn nữa. Bản Bung là một thôn còn khó khăn của xã Dương Quang. Người dân chủ yếu sinh sống bằng nông lâm nghiệp, thu nhập không ổn định. Khó khăn lại thêm chồng chất khi những năm qua, đường vào thôn thường xuyên lầy lội và khó đi do chưa được đầu tư. Cùng với đó, tình trạng xe tải chở đất công trình thường xuyên đi qua đoạn đường này nên bà con càng thêm vất vả. Theo những hình ảnh mà phóng viên ghi lại được, dọc tuyến đường từ đầu đến cuối Bản Bung có rất nhiều ổ gà, mặt đường bị biến dạng, nham nhở, nhiều đoạn bùn đất dày đặc, trơn trượt khó đi, gây không ít khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua lại khu vực này, nhất là đối với những người chở hàng hóa, nông sản. Chở hàng này đi nhiều lúc là ra đến ngoài này là ngã hỏng hết hàng hóa, không có được cái gì thường thường là đi bán chuối này người ta cứ bảo là giữ để không cho nó thâm, nhưng mà đi nó cứ gồ ghề ra này ra ngoài kia là hàng hóa nó cũng không được mẫu mã nữa, nó mất giá đi nhiều. Vào những hôm trời mưa, hiện trạng con đường này càng trở nên trầm trọng. Mặt đường xuất hiện nhiều vết rãnh sâu đọng nước, chỗ lồi, chỗ lõm, khiến không chỉ các phương tiện gặp nguy hiểm mà người đi bộ cũng mất an toàn. Mưa to thì lầy lội lắm, thành vũng này. Nắng mấy hôm nay nắng đường khô này, để con nó đi học ấy, bé này, xe đạp nó không đi được, tránh được xe máy, đi ô tô nữa thì còn chả có chỗ mà tránh đấy. Thường xuyên đi qua con đường này, cho nên tôi thấy rất là khó khăn. Kể cả những người người ta thổ chuối rồi đi chợ rồi chở các cháu đi học là hàng mấy năm nay rồi là rất là khó khăn. Tôi cũng đề nghị cấp trên xem xét là có cái sửa sang như thế nào để cho dân đi tạm thời. Nếu mà không có thế này thì rất là khó. Dù ở cách trung tâm thành phố Bắc Cạn không xa, song do nhiều năm qua, con đường vào Bản Bung chưa được đầu tư xây dựng kiên cố, nên mỗi khi vào mùa mưa, bà con trong thôn đi lại rất vất vả. Việc vận chuyển hàng hóa nông sản đi chợ bán cũng gặp nhiều trở ngại, khiến nguồn thu nhập của người dân nơi đây bị sụt giảm. Trước thực trạng này, người dân Bản Bung mong muốn được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp con đường vào thôn. Thiết nghĩ, các cấp ngành cần sớm có phương án sửa chữa lại con đường để người dân địa phương thuận lợi hơn trong việc đi lại. Từ đó mới thúc đẩy giao thương hàng hóa, nâng cao đời sống. Mục ống kính phóng viên tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.